Xin chào cô chú bác anh chị đã trở lại với kênh của Trúc Ngân. Thì mới đây thì Thiện có gọi, Thiện và Yến có gọi chửi Quỳnh Phi về tới tìm Trúc Ngân nghe cả nhà. Thì mới gọi em thì giờ em thì không có số, gọi ngay số vợ em thôi. Bây giờ mình gọi lại ha, giờ không biết coi chửi như thế nào nha. Giờ thách thức cộng đồng mạng dữ lắm rồi ha. Thì đây giờ mình đến gọi. Hello. Hello, nãy Thiện gọi tôi phải không? À, nãy gọi Trúc Ngân nè phải không? Ờ rồi, gọi có gì không Thiện? Ủa anh Trúc Ngân phải không? Đúng rồi. Ủa anh có hỏi sáng anh quay Út Ngân đúng không? Ờ anh quay anh Út Ngân á. À tại vì anh điện anh này anh không thấu có bà Út Ngân, Út Ngân. À. Tại vì bà mẹ bà nói chuyện với mẹ Hiện á, là gọi mẹ Hiện á, bà nói á là Hiện gì với em điện đồ này chưa. À. Bộ cái nằm trên chặt tháng em hay gì mà bà biết em điện. Tụi mẹ chừng nào thấy cái sẵn mặt té không chưa khoan hả chửi em anh nói nghe nè. À, cái đó là mẹ Thiện nói là điện với em chứ em chửi mẹ Thiện hay gì không nghe nè. Chị Út Ngân á để hỏi bà mẹ Thiện á là Thiện em không à bả nằm trên kháng em hay gì bả biết bà hỏi vậy. Ý là hỏi có hay không chứ đâu phải là nằm kẹt kháng em đâu khẳng định đâu mà nằm kẹt kháng. Ủa lớn rồi á, già đầu hai thiếu tóc rồi, bả có nên thân nên hình gì đâu. Đừng có chọc em thua gió hết rồi bả lên mạng đó, đừng có băng ngực với người ta. Rồi từ từ cái gì, từ từ nói em đừng có chửi, mình lớn rồi, có gì. Em có em, thề em nói là lớn già đầu hơn cái hai thiếu tóc, có cháu nội cháu ngoại còn có thương cái da rồi, cũng không có nên thân nên hình gì với ai đâu. Đừng có nói người này người kia, cũng phải coi trước mình đi hả nói. À, rồi không dài à. Anh không có số em ơi, hôm bữa tại anh qua chơi rồi ấy thôi chứ không có số. Dạ, tụi em có số rồi em xin rồi anh, mấy bữa nay có gặp sao không? Không em, mấy bữa nay anh đâu có quay đâu. Rồi sao tình hình sao rồi ra toàn sao rồi? Cũng có gặp đó, em anh hỏi giùm đó. Em có nhắn gửi gì không? Em có nhắn gửi gì không? Thì em họ nói anh nó có gặp sao thì hỏi sai chừng nào á, cho như vậy á. Nào tò nọ hôm nay rồi thấy lâu quá tò không kêu hả? À là chưa có tò chưa kêu em phải không? Dạ đúng rồi. À. Em cũng đang đợi lắm à. À rồi hôm bữa anh có nghe nói là em đòi thương Kha có thư chưa? Tao thì Kha có đơn kiện mấy em rồi thì mấy em thưa Kha đi nữa thì đi chỉ muốn là như vậy cho hai bên khỏe thôi anh. Ờ không anh cũng có nghe nói là Kha có ấy đơn tò đó nhưng mà cũng chờ chứ đâu phải là mình có cái một là liền đâu có thiệt không, mà kiểu, à. Không kiểu như ý của em hỏi là thay Kha nạp đơn chuyện nay cũng hơn nửa tháng rồi tại vì chắc có lẽ là chờ thôi Kha cũng đâu quyết định được đâu tại vì tò người ta kêu ngày nào thì thí dụ tò kêu là Kha sẽ kêu em á hả tại vì thấy lâu quá rồi không có gọi em á thì em đang gọn. À, ý là hôm nay là em muốn sẵn đây để em hỏi Kha làm như thế nào luôn đúng không? À, thì hỏi tiêu nó nạp cho như vậy thấy lâu quá mà tò không kêu á mà. À rồi hôm gần sao rồi tình hình sức khỏe sao em? Em thì cũng bình thường anh ơi. À rồi nói chung là em chờ chủ yếu tò về là em về đúng không? Dạ đúng rồi tò mời là em về liền à. Ừ. Rồi hiện tại thì nghe nói Thiện ngày qua em vẫn còn ở bên Thiện hả? Dạ Thiện á là nhóm qua đó em. Rồi á là bữa nay á Thiện mới đi về à. Ừ. Hiện tại em ở Bình Dương hả? Dạ Thiện thì ở Bình Dương à. Em ở cái chỗ Lê Đức Thọ. À rồi hôm gài công việc làm gì chứ em? Dạ em cũng làm bình thường á. À nói chung mà cái vụ việc này nói chung là giải quyết sớm rồi em cũng nên lo cho phụ cho con em đi. Thì em nói anh nè, bây giờ em không phải làm lo không cho con em, bây giờ ly dị xong xuôi. Ừ. Rồi hàng tháng em sẽ gửi tiền về cho con em. À. Chứ không phải là em bỏ. À. Vậy là hiện tại em cũng đang làm đúng không? Dạ đúng, em đang làm. À, tại hôm bữa anh thấy thằng Thiện nó về nó nói
nó nói là nó cái gì tùy thuộc vào Ngân muốn ở cho nó ở về lại không, mà sao anh thấy ngày qua tự nhiên lên nói là về mục đích là không phải mục đích đó, chỉ mục đích là ly dị với chia tiền trả thôi. Anh thấy sao lạ quá vậy, hôm bữa nói vậy rồi sao rồi hôm nó vậy? Em cái đó em không biết, tại vì bữa đó về dưới hiện bay lên đó là nói chung là em coi có mấy phút đầu thôi nó không sao, mấy phút đầu bộ mấy phút em muốn coi tại vì anh tưởng có Thiện mà... đây anh hỏi luôn, tại vì hôm bữa nghe nói Thiện là về có muốn xin lỗi với ba nhưng mà ba không chịu gì đó, thì anh muốn hỏi là chuyện như sao thế nào. Rồi nghe em cũng nghe nói là em cũng nghe nói Thiện nói bên con của Huy Hùng hay gì đó nói làm Thiện nập đơn ly dị rồi đó. Thiện nập luôn hả em? Dạ đờ, Thiện đã nập đơn ly dị đơn phương lên tòa rồi, dạ bữa thứ 6 luôn á. Là em nghe nói bên con của Huy Hùng vậy nha. Dạ Hùng chứ Huy Hùng. Tại vì hôm bữa tại thấy anh tưởng là Thiện. Nói chung là chị cũng Thiện với Ngân là em không có hỏi tới ly dị hay không, ở hay không á, là em không có hỏi. Em không có muốn là hỏi tới, nhiều khi á hỏi rồi tới đó mình tò mò tập mộc thì nó làm gì làm, bây giờ nó muốn ly dị thì ly dị. Thì em nghe nó nói muốn Huy Hùng vậy đó. Nói chung tại vì không gài nghe tin đồn là nói em đi Campuchia, anh tưởng em bị bán sang Campuchia chứ, tại vì không thấy em lên á, thấy lên cũng mừng rồi. Em cũng đang làm hồ sơ, em đang làm giấy tờ lên đi đó anh. Đi Campuchia luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi đi làm gì bên đó? Thì bọn em muốn gì làm đó. Anh khuyên em đừng đi nha, Việt Nam làm Việt Nam đi em ơi. Ô Việt Nam dạ sống được, qua bên sống Campuchia cho dễ anh ơi. Dạ hả? Chứ em thấy mấy vụ mà bán người Campuchia nguy hiểm lắm đó nha, anh khuyên đó nha, cái này khuyên thật tình á. Thì ở Việt Nam mình sống được thì qua bên Campuchia sống thử thì được không? Cẩn thận á. Rồi vậy là nói chung là em cũng chờ Kha để mà giải quyết cái vấn đề ra tòa rồi ly dị để mà em đi làm đúng không? Thì nói chung á là em đang đợi ly dị xong thôi á, họ kêu mời em đi theo ly dị xong thôi đợi em nó đi làm ổn định. Còn á, chu cấp con đồ này kia đâu phải nó mình trẻ nên bỏ được anh. Đúng rồi. Thì kệ đi. Bây giờ, dù như bây giờ còn làm sạch vậy thì em làm đâu có tiền được riêng đâu, rồi em đâu có gửi gì cho con em được. Đúng rồi. Nói chung bây giờ không hạnh phúc rồi mình chia tay sớm bớt đau khổ chứ thôi để tôi mà dây dưa hoài. Thấy không ai như sao đâu, bây giờ hai đứa hết hết chiến hết nợ rồi á, sao nên như vậy đi. Bỏ mày làm rành rành lên cho chú biết chút. Nói chung là tại vì nói chung là em đi vậy thì Kha cũng buồn chứ em. Ví dụ là phải không phải thằng Thiện mà thằng khác thì nó không đến đổi, tại thằng Thiện cũng là bạn Kha. Cho nên là mất vợ thì cũng em phải đặt trường hợp về Kha chứ. Không. Mà em, con em chỉ cho em đi sao lại kia, ủa Kha cũng thừa hiểu chứ đâu phải nó không hiểu đâu. Tại vì nó không muốn hiểu thôi. Thì bây giờ em không muốn nói nữa, nó kiểu như là giờ thì đợi tòa đi chị cho hai đứa hạnh nằm đi cho khỏe. Là nói chung là bây giờ chờ thôi, tại vì Kha anh cũng có nghe nói rồi, nói Kha là vài bữa nữa đang chờ tòa để mà kêu kêu lên để xử lý. Nói chung là vấn đề này nếu mà hai bên thỏa thuận không có tranh chấp hay gì đó thì mau mà, đâu có lâu đâu, chủ yếu là tại vì chờ thời gian thôi. Thì anh nói với Kha là ly dị á, khỏi nói với người ta là khỏi hòa giải, chỉ cần lên ký tên thôi là không có. Thì đúng rồi. Nói chung là thỏa thuận không có tranh chấp là ok nhanh lắm. Thì chủ yếu là đâu có tài sản đâu có gì đâu tranh chấp. Rồi ngày hôm qua là sao em nói gì mà cái đoạn gì mà anh nói gì đang chơi cắt cơn như vậy? Nói cộng đồng ta nghĩ bậy nữa. Cái gì? Ngày hôm qua anh nghe nói cái khúc mà đoạn mà chơi ở kênh Quỳnh Phi đó, em nói là cái gì đang chơi là mất hứng hết trơn à. Là anh nghe anh cũng trời ơi, nó nói chuyện với con nhỏ nào á mà biết nó nói chuyện với con nào á, có phải tiếng của em đâu. Vậy hả? Sao đoạn cuối giống nghe quá ta? Thì đoạn cuối thì đó, em có nói chuyện 20 tiếng nhà, còn mấy tiếng trước là có nhỏ nào á. Trời ơi, nhỏ nào mà đọc thiệt chứ. Nhỏ nào chứ không phải em đâu, mà cũng nói đúng ủa, ta đang chơi gì á, điện. Đang chơi, ra. Đang chơi sướng mà tự nhiên điện cắt cân, mất cân hứng hết trơn. Đúng rồi, mất hứng một ta hết trơn. Không có lịch sự gì hết. Không biết lựa giờ đi. Đúng rồi. Thì nói chung hả? Vừa lòng, vừa lòng em
nói chung là cộng đồng mà em, ví dụ mình lên nè anh nè, thôi đừng chửi mình, gái mình đẹp mình không có chửi. Không à, không nhiều khi giật để cho nó có sự tò mò đó mà, đâu có gì trong trong nội dung thì cũng không có biến đổi. Hôm bữa có thằng kia nó giật còn hơn nữa kìa, nó giật nó thằng Thiện về quê mà gì về quê gặp chủ nợ đánh tét đầu mẹ quỳ lại xin tha gì tùm lum chứ kìa, diện Khương Phan á, em biết đó không? Thằng Khương Phan á, nó giật còn hơn nữa. Nó nói là thằng Thiện về quê rồi gặp chủ nợ đánh tét đầu chảy máu rồi mẹ quỳ lại xin tha. Vậy luôn hả? Đó em vô coi đi, Khương Phan quay Thiện đó. Em vô em coi còn đó. Em ít coi lắm. Vậy hả? Kiểu như là em thấy thì em bấm vô coi mấy con đầu thôi. Ừ. Hồi của anh đó, hồi nãy em bấm vô thấy có mẹ gì, mẹ triển khai hết gì đó. Ờ thì bấm vô vụ gì, hai cái gì, thằng này về dưới nó báo gì nữa. Ừ. Ai ngày tao nghe dì Út nó hỏi nó vậy đó. À chung mà dì Út hôm bữa hôm qua ba nó, ba hỏi là thằng hỏi ba mẹ thằng Thiện á, nói hỏi là có liên hệ cái gì, nói là có gọi cho Yến không, cái thì mẹ Thiện mới nói là thì tụi nó nói chuyện hoài à gì đó thôi chứ đâu có gì đâu mà chửi. Ủa nó đâu phải một mình em đâu mà nó về dưới em có điện hồi nào. Ủa vậy là mà, vậy là thằng Thiện này tới mấy con lần á em? Trời đất ơi, này nó sao nó vậy mà nó giữ với ta. Không phải vậy chứ, không phải vậy đâu. Anh hỏi thiệt em nha. Em khai thiệt nha. Thằng Thiện nó đó, thằng Thiện nó có cái gì mà nó bằng vàng hay gì với em? Sao biết bao nhiêu cô gái mê mẩn vậy? Chứ tôi biết đâu, nhiều khi nó mạnh cơ không bà thôi. Nó mạnh cơ hả chị? Ai hả em? Không biết được đâu, nhiều giờ con rồi, nhiều đứa nó khác, nó gu lạ lắm. Nó gu nó nhìn nó lạ lắm ha. Hả? Sao hôm bữa Thiện nó nói ở chung sống người với nhau mà em nói em không biết. Thì ở thì chưa, thì hai đứa thì cái hai đứa ở không xa, đúng đúng rồi. Ý là anh nói ý anh nói hồi nãy anh nói là sao mà Thiện nó có cái gì mà nó lạ hơn người ta mà. Mà biết bao nhiêu cô gái mê bây giờ ba bốn đứa mà em biết vậy luôn mà em vẫn ở với Thiện luôn. Kỳ với cái này nè, nó hay với chỗ này nè. Thì bình thường thôi thì qua lại tới luôn cái chuyện thì hỏi thăm rồi vậy thôi, chỉ có ấy đâu mà sợ. Em không ghen hả? Không, bình thường. Bình thường ha. Trời ơi em cho đi mà mắc gì đâu ghen. Rồi bây giờ anh hỏi thiệt nha, nếu mà bây giờ ở hiện tại là hai đứa chưa kiểu như là chưa hai bên chưa thôi nhau, chưa còn hôn thú của vợ chồng của thằng Thiện rồi với thằng Kha, thì nếu mà xong vụ việc này hai em có đến với nhau luôn không? Hỏi thiệt á. Thì bây giờ đó là em nói chung á là như là bên nào cũng rõ bên nào. À. Xong thì hai đứa đi làm. Đúng rồi. Thì kiểu thời gian nữa nếu mà được thì ở, còn không được thì như là bạn. À. Làm bạn. Tại vì em cũng không muốn sống chung với một người mà nhung nhược, không dám đứng ra chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Đúng rồi. Anh hỏi thiệt nha, thằng Thiện nó có hứa gì với em không? Nó có lời hứa gì mà với em để mà khi mà em bỏ thằng Kha đi không? Nó có hứa không? Nói chung là em nó đâu có gì hết. À. Không hứa thiện gì á. Tại vì anh thấy mấy trường hợp có mấy thằng hứa ngon ngọt xong rồi cái đi theo nó xong rồi nó để cho đứa con rồi ôm nuôi luôn á, khổ nữa. Trời ơi, hứa hẹn gì thì hai đứa thì tìm hiểu nói chuyện chơi nhau vậy thôi chứ có gì đâu, hứa hẹn thì không được, thằng này thì kiếm thằng khác, đâu qua trên đời thì có mình hiểu. Tại vì anh cũng có nhiều người người ta gọi anh nói là tức em. Bây giờ thí dụ bỏ thằng Kha đi, thằng Kha nó nghèo đi, bây giờ em kiếm cái thằng gì nó giàu hơn chứ tự nhiên mà sao em kiếm cái thằng thiếu nợ nè, người ta thắc mắc vậy thôi. Thì cái đó là cũng có nhiều người hỏi em lắm, nhiều người á. À đúng rồi, em giải đáp luôn đi, em giải đáp cái này luôn đi. Hỏi em á là tại sao á đi chọn một thằng á không có gì trong tay. Đúng rồi. Để em nói á thì như thằng Kha có này có kia, thằng Thiện không có này có
kia không có gì hết. Em mới nói là kiểu như là cuộc sống mà đâu cuộc phải là có gì mới được có gì trong tay cũng được đâu. Yêu cầu á, mình chỉ sống với nhau hạnh phúc là được rồi. À. Chứ em thấy có bữa mà về á quậy rồi á quánh đập này kia đó rồi cũng như xong chứ có được lợi ích gì đâu. À. Nói chung là cái đó là do em chọn thôi, con đường do em chọn. Thí dụ bây giờ, thí dụ em sau khi mà ly dị thì đường ai nấy đi rồi, thì sắp tới là đó là do em chọn. Thí dụ em có khổ cũng do em thôi. Thằng Kha lúc đầu nó cũng níu kéo là vậy thôi. Rồi giờ đã đến nước này thì chuẩn bị ra tòa hay là này kia thì xong, hay đường ai nấy đi rồi đó. Thì sắp tới là thí dụ em muốn quen thằng Thiện hay nó muốn quen thằng nào đó em quen, thì đó đâu có ai chửi em nữa, không có gì là gọi là chửi nó hết. Còn cái việc mà bây giờ á, anh nói em nghe nè, bây giờ lên cộng đồng người ta chửi là cái đó chuyện bình thường, tại vì bây giờ em sai thì người ta chửi thôi. Còn khi mà em với thằng Kha hoặc thằng Thiện với thằng Ngân chia tay rồi, đường ai nói đi, có ai mà chửi em nữa, lúc đó không ai chửi em nữa, làm gì nữa chửi, đúng không? Vậy thì nghe nè, cộng đồng mạng là nó thấy gì đó. Ủa có nuôi em ngày nào không? Đúng rồi. Cho em được ngày nào không? Ủa cha mẹ em, dòng họ em chửi em thì em chịu, cái đó em chấp nhận. Ừ. Ủa còn cộng đồng mạng là cái thứ gì? Ủa có lo cho em được miếng ăn, miếng ngủ, có lo cho em được ngày nào không? Mà chửi, mà em nói bao nhiêu người lên đó chửi cũng thôi, suy nghĩ là gia đình mình nó có tốt lành, tốt đẹp hơn ai không mà chửi. Đâu có ai mà dám đứng ra đường mà nói xin chiến hay xin kia. Rồi em bây giờ em chửi vậy rồi em sợ cộng đồng người ta trách em sao? Tại vì mà cộng đồng khi đưa lên thì chính người mười ý, thí dụ có những người người ta ủng hộ em, rồi có những người người ta không ủng hộ em. Em nói anh như người á, ta có ăn học văn hóa thì bây giờ lên có phim, có chuyện đàng hoàng đi. Người ta nghe tổ này chửi em thì em có quyền chửi. Ai chửi em vậy, đứa nào chửi em? Em không chửi ai trước hết, nhưng mà chửi em trước thì em có quyền em chửi lại. Đúng rồi. Em đừng có chửi chung cộng đồng, mà có những người ta chửi em thì em nhắn riêng chửi họ, chứ đừng chửi chung hết cộng đồng, tại cộng đồng có những người ta thương em mà. Mà em lên em chửi em có rõ, em chửi là mấy con bị á, ăn đầy ảnh á, vô nói chuyện của em á, chửi em. À, còn những người, thí dụ em phải tách ra, có những người ta ủng hộ em, người ta những người ta ấy, người ta khuyên em. À. Là những cái con bị nào á, ăn rồi ảnh á, đưa ra đó á, đưa cái mặt ra đó á, để chửi người này người kia. À. Nếu mà chửi mình, chửi người khác á thì cũng coi lại chồng họ mình á, coi có tốt là thương ai không. Ủa cũng còn có cái sau này chứ đâu phải nói ta được con mình không có đâu. Ủa lỡ như á na 2-3 năm với con mình như vậy rồi sao? Bây giờ chuyện này nhiều lắm mà, chứ không phải là có mình em với thằng Kha với ngăn đâu. Thì tất nhiên, tại vì người ta bức xúc cái câu chuyện mà kiểu như mấy bây giờ mình nói là cái vấn đề mà phụ nữ mà bỏ theo người khác là chuyện bình thường, không rất là nhiều, nhưng mà người ta nói là ở đây là tại sao thằng bạn mà đi để nói cái mà tại sao thằng bạn mà đi qua cấp vợ bạn, người ta bức xúc vậy thôi. Còn cái cộng đồng người ta bình luận là bình luận khi mà người ta thấy người ta bức xúc, còn cái việc mà như thế nào đó thì mình, tại vì lên cộng đồng mà rộng rãi thì có người ủng hộ em, có người không ủng hộ thôi, em đừng có chửi. Nhưng mà muốn nói á, lên nó khuyên á, người ta thì cũng phải nói chuyện sao cho đàng hoàng, khuyên thì cũng phải khuyên cho ấy chứ đâu mà lên chửi này trước kia. Ủa em nói anh á đẹp nè, những cái con mà lên chửi á, coi cây lại á, coi chồng họ mình á, coi có tốt là tốt đẹp hơn, coi lại mình coi 70 chưa gọi là làm nha. Đó, coi cây có đúng hay không, coi cây á, coi mà gia đình chồng họ mình á, coi có cái gì không. Ở lên nó phán xét người này người kia. À. Ôi, như em nói anh nè, như nó lớn già đầu á, năm mấy tuổi, 60 tuổi đó. Có cháu nội nè, cháu ngoại nè, có thư gia nè, đó, đi ở với ông cậu hàng xóm nè, rồi với, đi ở với anh xui luôn đó rồi sao? Rồi. Ủa rồi hôm nay không có Thiện ở đây hả em? Dạ Thiện hả? Thiện nó bỏ đây đi cà chưa về, tôi đâu có nói gì em. Vậy hả? Trời ơi. Tại vì sáng em á, điện thoại em á, không có số của anh, em có kêu á, em có nghe à, em nghe đó. À. Em mới kêu á là ở đây đưa điện thoại mượn điện, tại vì điện thoại em chỉ có Zalo thôi, chứ em không có tài xuyên. À. Em mới kêu ở đây đó đưa điện thoại điện mấy anh thằng số. Ừ. Nói chung mà mình bây giờ mình để yên xui, vài bữa ra tòa rồi đâu có ai nói em nữa đâu.
đừng đừng có đừng có chửi chi rồi lên cộng đồng người ta bức xúc nữa, người ta nói hoài đúng không? Mà em nói nhà thì ủa từ đầu tới đuôi em nói là em sai gì xa rồi này kia chứ em nói ủa em không sai gì xa hơn bây giờ sao lúc mưa. Bây giờ nè, bây giờ anh hỏi em nè, bây giờ ngay trên cộng đồng mạng nè, bây giờ em nói là em sai thì bây giờ em có trước sau gì vài bữa nữa thì hai đứa cũng không có còn gì liên quan nữa, thì nếu mà bây giờ em sai thì em có một cái lời nào gửi đến Kha để mà như một cái gì đó mà hối lỗi đi, rồi vài bữa nó cũng hơi quên rồi, đâu có còn gì nữa đâu, đúng không? Đâu có cái giải ra tòa giải quyết xong đi rồi em sẽ nói chuyện, em sẽ với Kha nói chuyện. Nói chung là cái đó là cũng dù sao mình cũng có tình nghĩa mười mấy năm đúng không, nói chung là mình bây giờ mình không hợp nhau thì mình sao em? Em với Kha có 8 năm à. 8 năm hả? À? Ừ, 8 năm. Quen nhau nữa chị? Mày quen nữa hả? Ừ. Mày quen được 8 năm đó. Ừ, tình cảm cũng mặn nồng chứ em. Dù sao mình cũng có thời gian ăn chung, ngủ chung mà. Ê, mặn nồng không? Mình hỏi Kha hay gì vậy? Hỏi kìa, để coi, cái gì ta? Để hỏi cái nữa. Cái vụ việc mà người ta đồn, người ta nói em cái vụ mà ADN thằng con em với thằng Kha như thế nào thì bây giờ em nói luôn đi, chứ không lẽ bây giờ người ta nói này nói kia hoài cũng nghiêm nghiệp con em đúng không? Bây giờ em sai nè, chưa anh nói nha, bây giờ em với thằng Kha sai anh cũng đã nói rồi, anh không ủng hộ em cái hay là gì đó, hai người sai nói hai người, còn vấn đề con em như vậy là xúc phạm nghiệp nghiệp con em thôi, cái đó là anh không phải bên em mà anh nói đúng, đúng không? Chuyện nào ra chuyện đó em mới tức em mới nói anh luôn nè. Bữa mà anh quay Kha bên Tài Vinh đúng không? Đúng rồi. Là hỏi Kha, Kha nó nói là để một thời gian sau em trả lời. À. Là Kha bộ Kha nó cũng nghĩ là thằng lớn em không, không phải là con nó luôn. Không không. Không không. Cái đó thằng Kha nói riêng với anh, cái đó không nói lên được. Cái đó là thằng Kha không có nói vậy. Thằng Kha nói là xác nhận là con nó. Nhưng mà nói vậy nè. Bữa ông lên trên ông nói. Ông nói là ông xác minh với là thằng con em không phải là con Kha. Ừ. Mà cái ông đó. Nói chung là đôi lúc anh thấy cái việc đó anh không ủng hộ cái cách nói chuyện như vậy đúng không? Bây giờ em biết ông đó là ai không? Ông em biết ông đó ở đâu không? Em đi chờ em nhưng sao mà bây giờ lên nói gì nói em không quan tâm. Nhưng mà đụng cái thằng con em mà không được nha. Đó tội nghiệp nó, hiểu không? Dù sao sau này đó là một cái quá khứ kỷ niệm của nó. Anh có nghe em nhắc chị có hai đứa nhỏ không? Em chỉ có hai đứa nhỏ không có liên quan đến vụ này, để sau này nó còn đi học nữa. Ừ. Bữa thằng con em có điện Kha nói với nó là em nghe nó nói lại với em nha, tại vì bữa nó điện nói chuyện với con em. Ừ. Nó nói là mà em không biết là con em nói vậy sao, mới trả lời sao mà nó nói mẹ ơi hôm bữa mình điện cha, mình nói với cha là mình á mẹ với cha đập mình tẩy nát chứ không phải là con của cha. Ờ cái đó chắc nó chơi mà chọc chơi mà. Nói chung thằng Kha, thằng Kha là thương, không thằng Kha anh biết thằng Kha nó thương nhóc đó lắm, nó cũng muốn nuôi để cho hai em nó gần gũi nhau chứ không phải là xác nhận, là anh xác nhận điều đó. Còn cái việc đó là anh mới hỏi nó cũng bức xúc và chú Bảy cũng nói như vậy. Đúng không? Nói cái đó là tàu bao, cái chuyện người lớn, người lớn, ga nào ga đó. Em cũng có luôn cái video đó rồi, là em cũng chuyển về thằng bạn em dưới ban của em ở dưới á. Mà bây giờ anh hỏi em nè, em biết cái ông đó là ông nào không? Ông gần xóm Kha luôn, ông nói gần xóm Kha đó, em biết ông không? Hả? Em biết cái ông đó không? Ông nói gần xóm Kha đó, ông nói chung là em không biết ông đó, ông nói cho à, tại vì ông nói ông gần xóm Kha đó. Và em cũng là em sẽ điện về quý bang hỏi em gửi cái video cái gì dưới vậy đây, hỏi bây giờ tập trong ở đó là cái tội vu khống được hay không. Ừ. Chứ mấy người có nói là bây giờ ổng không có bằng chứng, ổng lên nó không nói vậy á, là chứ còn nó là nói có cái chuyện của trẻ em cho trẻ em mà lên mạng gì đó. Đúng là rồi. Em tập điện được. Ừ. Ồ là em. Rồi em đã gửi rồi phải không? Dạ đúng rồi, em có gửi về quý bang em rồi, video đó rồi. Nói chung là chuyện nào ra chuyện đó, mình anh rất là rõ ràng. Thí dụ em, chuyện em sai thì anh lên nói em sai. Còn việc như là trẻ em mà anh không có lâu vô. Anh cái chuyện đó anh không có lâu vô. Cuối lượt tới, từ đầu tới cuối là anh có nghe anh đăng lên, có nghe em đăng mấy kênh kia. Anh có nghe em nói tới hai đứa con, có hai đứa con em lên không? Chuyện nghiệp đó lắm. Nói chung là không có liên quan. Từ đầu em cũng có nói với Kha, em có nhắn tin với Kha
giờ nó bây giờ á em không muốn muốn bây giờ muốn rằng rằng ra rồi hai đứa nhỏ sau này đi học. Nhưng mà nó không muốn hiểu. Rồi bây giờ rồi tới đây đi học cái người ta sẽ nói nó ủa cho mày không phải con của cha mày. Kiểu nghiệp nó. Đấy là chồng không tha không thèm lên tiếng luôn. Không, tại vì hôm bữa anh cũng nói Kha, nhưng Kha nó đợi ra tòa đi thì nó sẽ nói rõ cái vấn đề này cho biết luôn. Thì nói chung là nó cũng có cái gì đó. Nếu mà Kha làm thêm làm thế, hôm bữa mấy ngày tài Kha làm thêm làm thế em tức cho nó. Ở thằng này á, bây giờ nó không muốn nhận con cái gì mà người ta nói con nó vậy. Nếu mà muốn xét nghiệm ADN thì em cho xét nghiệm ADN. Nói chung mà từ từ đi rồi nghe mốt rồi ra tòa thì ví dụ hai đứa có gặp nhau cũng cũng là như người bạn đi rồi sau này mình đã nói bây giờ không hợp nhau thôi chứ giờ đã ra tòa còn gì nữa thì nghe mốt cũng còn con chung đúng không? Rồi nó rồi biết như biết hết trơn thằng Tý là hai con ai mà chứ đâu có không biết. Thì nó nói với anh nó con nó mà thằng Tý nó nhận con nó mà đâu có nói là con ai đâu. Nhưng mà tại công cần không lẽ như mấy người kia nói cái 7 năm nay. Thì bởi vì anh mới nói là Kha, lúc đầu anh cũng suy nghĩ mà theo chiều hướng của ông đó. Nhưng mà anh nói với Kha, anh hỏi Kha thật ở ngoài. Nói giờ mà của mày, mày làm mày biết chứ sao không biết được. Bây giờ mày nói đi thì Kha nó cũng xác nhận là con nó 100% mà chú Bảy cũng khẳng định mà. Có mà em nói không lẽ con 6 năm nay Kha lại đi nuôi con người khác mà Kha không biết. Đúng rồi. Em nói anh nói hiện bữa nay nè, trong vòng tháng nè, là người ta cũng đã biết là con mình hay không rồi. Bỏ mẹ tới 8 năm rồi. Nói chung mà cái chuyện đó thì Kha nó nói là con nó nói rồi, khẳng định rồi ha. Em nghe ông có nói là anh có đi lên rồi là cái điện cha em mà cha em không có lên cho không có Quỳnh Thi ông có xin số điện thoại gì địa chỉ nhà của ông đó đó. Mình nói gì bậy quá cũng được nào ra đó. Em nói ông có già lớn tuổi rồi em kêu bằng chứng. Nhưng mà làm chứng phải làm sao cho em để kêu bằng chứng hay để một bút kêu bằng thằng á rồi đừng có nói sao đó. Rồi hôm bữa chú Tám Đủ có gặp em không? Bữa em về đó em về ngoại em kêu ổng lại nói chuyện ổng không ổng nói chung ổng cũng khuyên em về. Ổng nói là về đi con. Rồi nếu mà em không về kêu ổng mình đủ chứ ổng đâu có nói về em đâu, ổng thương em đó. Tám Đủ cũng thương em mà. Em nghe cái từ đó là quấn ngoại em. Mà em nghe tức em nói về em kiếm ổng em hỏi rồi á. Quấn bả hồi nào, quấn ngoại em hồi nào. Chung lâu lâu về thăm ngoại đi, ngoại em kiểu như là cái sức khỏe không tốt á, bà xỉu hoài á. Thì bà như nó bệnh tim mà. Nghiệp bà thương em mà. Thì bữa tôi thì lâu lâu điểm mà dở thăm bà hoài à. Rồi nói chung là chừng nào thằng chắc về hai cả tuần nữa chắc có tòa chứ gì. Anh cũng có nghe Kha nói là đang chờ tòa thôi chứ không phải là lâu đâu. Ủa rồi vậy cho anh hỏi lại nè là thằng Thiện là nó đang đút đơn cũng đơn phương ly dị với Ngân luôn hả? Đúng là bữa nghe nói là đút đơn ly dị đơn phương á. Là hôm bữa về ha. Thì em nghe nói bên quan của Quỳnh Thi Quỳnh Thi Hùng đó em cũng biết nữa. Mà hôm bữa em cũng có nghe nói nghe Thiện điện cho nhắn tin gì Ngân đó rồi có lên nghe kênh của Hống nói là cũng đưa đơn rồi đó. Là làm đơn rồi nữa ha. Thì nạp đơn rồi đó. Rồi bây giờ thí dụ nghe thông tin là chị Ngân đút đơn kiện em rồi em tính sao? Thì kiện chứ đâu có gì đâu anh. Thì bây giờ muốn kiện chứ giờ nữa để tòa xử lý. Chứ đâu có gì đâu. Rồi vậy anh cũng chúc sức khỏe em ha. Nói chung là chúc em cũng sau khi mà tòa xong cũng hạnh phúc con đường em chọn. Còn thì nói chung đừng có chửi gì nữa hết. Chưa tòa xong rồi không ai mà nói gì em nữa đâu. Mà có đâu anh, em đâu có chửi gì á. Anh với anh là anh đâu có làm gì em đâu anh chửi đúng không? Rồi bữa giờ anh có chửi anh không? Đó. Thì em chỉ muốn chửi những mấy con tỷ mà ăn còn nhiều chuyện với mấy cái ông già. Đưa cái mặt hình đó ăn nghe không biết ông có tốt làm cho ai thôi. Mà đưa cái mặt hình đó mình nói này nói kia. Rồi nói chung mình thì kể đi và cộng đồng mà em mình chửi thôi nào mình chửi chi rồi sau này cũng hư qua cái sự việc này không ai mà nói nữa thì hết thôi chửi chi mất công nó người ta bức xúc mình cái câu nói với mình nữa như Việt Hùng hôm bữa đó nó lên nó chửi gì người ta mới bức xúc thôi chứ còn bình thường nói chuyện bình thường thì có ai mà chửi nó đâu đúng không nói chung là mình bình thường vài bữa cũng xong à như em từ bữa giờ thấy anh bao lâu mình đang bao nhiêu ngày thì em không lên trên không không anh em thấy mà
anh thấy có thằng Thiện nó lên thôi, thằng Thiện nó lên chửi nó mới nóng thôi chứ không, nói chung im ghe cũng hết luôn, thằng Thiện không ai nhắc luôn. Nhưng mà thằng Thiện lên bên chửi không? Thằng Thiện chửi. Em có em là em xúi, em để kia là ai mà nói kỳ cục vậy? Ai mà nói mà em xúi vậy? Ai đứa ai nè, ai nói? Anh vô tình lẫn anh nói đi nè, thằng Thiện á nó có bị con Yến xúi giục quá nên giờ lên chửi vậy đó. Trời ơi ai mà đọc thiệt trời. Cái bữa đó là anh Thiện chửi là em không hay, em không biết luôn. Rồi sáng em nó mới gửi cái video chửi đó qua má em mới coi, em mới học thằng này nè. Điên nữa rồi. Thằng Thiện nó xỉn hay gì mà nó máu dữ, hôm bữa nó chửi quá trời trời. Nghe nó sợ đó mà. Không, cái bữa nó chửi bên kia thì em không biết. Tại vì á là em ở bên kia, nó ở bên đây em không biết. Em mới nói á, bữa sao nó gửi video chửi đó qua cho em nói trời mày khùng cái gì em không muốn rồi, rồi bây giờ muốn chửi đừng để lên nữa. Nói chung Thiện ha, bữa về là còn ai nói nữa đâu, là cũng xong rồi. Nó nói chung là một phần nào đó cộng đồng mạng cũng suy nghĩ lại và xin lỗi, cũng hối cải rồi thôi. Tự nhiên phát lên chửi chi vậy trời? Tại vì nó chửi là nó cái vụ mà nói nó lên nó đề rồi nó nói nha, nó về nó ngủ với nhau mà em không trâu mà mày kia vậy hả? Ai mà nói thật vậy thiệt chứ? Nó chửi thằng đó nó bụng nó nằm trong chặt lòn của nhau hay gì mà biết nó về nó ngủ với nhau đó. Trời ơi chửi dữ vậy. Sao lên nó chửi vậy đó? À chung kệ đi, bỏ qua đi em ơi, chửi chi mốt cũng xong à. Vậy là bởi từ bữa giờ em không lên là cũng hiểu là muốn á, là cho mọi việc nó em không có cần gần nữa. Nhưng mà lâu em lên rồi là em tính ra em phải lên em chửi vậy à. Bởi vì em đi mà nó không cho em đi mà. À rồi vậy ở nay có đi làm không? Dạ không, nay em không có, em làm cả chiều à. Tới 5 giờ mới làm lận. Dạ làm gì vậy em? Em là bán cà phê. Ừ vậy cũng được, có công việc tốt là được. Gán gán yên ổn rồi lo cho con đi. Thì đừng giờ gán cũng còn yên ổn, đừng xong đi vậy xong xuôi rồi em mới vô công ty làm, mới có tiền gửi về cho con em chứ. Ừ thôi vậy anh cũng chúc em anh sức khỏe và làm gì may mắn rồi xong công việc thì trở lại bình thường ha. Dạ dạ dạ, cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn em. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả quý chú chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên. Đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng trà Mũ Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh. Ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè, tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó, rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng trà và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho các chú chị là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghim trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng. Cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả quý chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.